Tân cá mập, Sắc Thanh mùa 3, startup Việt hay thất bại vì quá tin người, dù cần nhà đầu tư cũng phải lựa chọn cẩn trọng. Ba vị cá mập khách mời của Sắc Thanh Việt Nam mùa 3 đã chính thức lộ diện, gồm Sắc Nguyễn Thanh Việt, chủ tịch hội đồng quản trị Insacom Group, Sắc Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người sáng lập E Group, sở hữu chuỗi trung tâm tiếng Anh Apex Leaders và vị cá mập mới Phạm Văn Tam, chủ tịch HDQTASANZO xuất hiện tại sự kiện công bố đối tác chiến lược của Sắc Việt Nam mùa 3, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Asanzo chia sẻ, phải đến năm 32 tuổi, ông mới bắt đầu có thành tựu, và ông mong muốn rằng những lần vấp ngã, lạc lối, thất bại vì quá tin người của ông có thể giúp các bạn start up tránh được một số vết xe đổ. Nguyên nhân của những vết xe đổ ấy, Sắc Tâm chia sẻ bên lề sự kiện, là do khởi nghiệp gần như không có kinh nghiệm và quá tin người. Quá tin người thì hay bị thất bại, mình biết nhìn nhận đối tác, khách hàng của mình tốt hơn thì ít bị thất bại hơn. Có hai cách nhìn nhận một con người, người trẻ hay cảm nhận bằng trái tim, thích bạn đó vì bạn đó trong sạch, thấy bạn đó có thiện cảm là tin. Người doanh nhân dày dạn kinh nghiệm không nhìn vì điều đó, họ không đo sự tín nhiệm bằng trái tim, mà đo bằng số liệu thực, bằng những thứ thiết thực hơn, nên giảm bớt rủi ro, ông Tam nói. Chia sẻ về mối quan hệ giữa startup và nhà đầu tư, Jack Tâm cho rằng các startup khi kêu gọi nhà đầu tư cần cẩn trọng cần xem những công ty đầu tư có cùng tham vọng giống mình hay không, nhà đầu tư đó muốn đi đường dài với mình hay chỉ muốn khai thác gì đó trong startup của mình. Các bạn đừng nhìn nhận bằng trái tim, phải nhìn bằng lý trí, phải khôn hơn, đa số bạn trẻ giờ thường đưa trái tim vào trong chuyện kinh doanh nên hay vấp ngã nhiều hơn, ông Tam nói. Tham gia sắc tinh mùa 3, vị doanh nhân yêu bóng đá cũng công bố sự ra đời của quỹ khởi nghiệp Asanzo với số vốn khởi đầu 200 tỷ đồng. Đại diện Asanzo cho biết mỗi dự án có thể được rót vốn tối đa lên đến 100 tỷ đồng. Quỹ khởi nghiệp Asanzo cũng sẽ ưu tiên cho các startup tiềm năng thuộc các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái sản phẩm của Asanzo như điện tử, công nghệ, phần mềm, phần cứng hoặc trí tuệ nhân tạo. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm và 4, 5 lần thất bại. Tôi muốn hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp để làm sao tránh tình trạng vết xe đổ như tôi. Để đi đến ngày hôm nay tôi cũng qua rất nhiều con đường, cũng lạc lối. 32 tuổi tôi mới bắt đầu có thành tựu cũng quá trễ để thành công, nhưng kinh nghiệm vấp ngã tôi có, tôi sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng các bạn, vị tân cá mập mùa 3 cho biết. Bình An. Theo trí thức trẻ